Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày một tăng cao, từ năm 2019, chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa đã triển khai lắp đặt nhiều công trình điện năng lượng mặt trời, bước đầu mang lại hiệu quả. Tháng 3 năm 2019, gia đình ông Phạm Tấn Dũng ở lô 27, mặt bằng Nguyễn Công Trứ, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư gần 70 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời do chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa cung cấp. Trong hơn một năm qua, mỗi tháng hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình ông đều sản xuất được bình quân trên 600 kWh điện. Trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, gia đình ông Dũng không chỉ tiết kiệm được tiền điện mà còn có thêm 582.000 đồng một tháng nhờ phần điện dư bán lại cho công ty điện lực Thanh Hóa. Cái năng lượng mặt trời rất là hiệu quả. Nhà tôi không sử dụng hết cái năng lượng mặt trời thì cái số lượng điện nó được đẩy ra điện lưới. Cái độ an toàn thì đều được kiểm soát qua cái điện thoại. Nên là chúng tôi vẫn được theo dõi cái số lượng điện rồi cái những các cái chỉ số như các cái thiết bị khác. Nó đều thông báo hết ở trên cái điện thoại. Nên sử dụng rất là đơn giản, rất là hiệu quả. Sau hơn một năm triển khai cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa đã lắp đặt được cho trên 100 khách hàng. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã sau khi lắp đặt sử dụng đã sản xuất được lượng điện năng lên tới gần 1.500 kWh một tháng. Cái đầu tiên để mình sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời này ấy, là nó là công nghệ xanh, sạch. Đấy là cái yếu tố đầu tiên và đó là cái ưu điểm lớn nhất của cái năng lượng mặt trời. Và cái thứ hai nữa là tính về cái hiệu suất để mà chi phí ra, đầu tư ra và đến nguồn thu lại thì là nó mang lại cái lợi ích cao. Trong tính toán là như nhà mình đây là 4 năm thì có thể thu lại được cái nguồn gốc vốn đầu tư. Và từ 4 năm đổ đi thì có thể là sinh ra lợi nhuận. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung phát triển, đặc biệt là ưu tiên những cái vùng mà hiện nay lưới điện chúng ta đang thiếu hụt, đảm bảo cái lượng điện cho sinh hoạt cũng như cho sản xuất của các doanh nghiệp. Cái lợi ích này thì hiện nay là cũng nhiều hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp họ chưa nhìn thấy được. Chúng tôi sẽ qua các kênh truyền thông cũng như qua cách tiếp xúc trực tiếp của nhân viên Viettel sẽ là truyền thông đến khách hàng những lợi ích này để khách hàng tham gia vào quá trình này. Và đây là một chính sách rất tốt của chính phủ cho khách hàng. Để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, công tác bảo trì bảo hành được các cán bộ kỹ sư chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc. Được biết, từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã lắp đặt đấu nối vào hệ thống điện lưới và vận hành an toàn tổng công suất hơn 500 kWh, tương đương 60.000 kWh ở 5 huyện, thị xã, thành phố Thanh Hóa, góp phần tạo nguồn năng lượng sạch bảo vệ môi trường bền vững.